đã được phòng dựng trong tòa chính điện này rồi. Đến thần chính thì đứng ở trong cái tòa hậu điện, mở cái cửa này bước vào thì chúng ta mới bắt được cái thần chính của cây lim. Còn hai phân cạnh của cây lim, một phân cạnh đứng ở đây ạ, đây ạ, theo cái bút chỉ đỏ của cháu đây, một phân cạnh đứng ở đây, một phân cạnh đứng ngoài vòng ngoài hành lang. Ba cái thượng lương chính là cái đỏ nóc đấy ạ, đấy. Ba cái thượng lương ở giữa này, tòa quảng đức này, và các cái đầu trụ của tòa quảng đức này là các nhánh nhỏ khác của cây lim. Đây quả là một cái điều đặc biệt rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ mời anh em di chuyển sau này nữa nhé. Đây cả nhà mình lại nơi ta cùng mạo phạm ngắm nhìn nơi ngôi trường của cô một chút. Vương ngự trên long ngai khoác áo hoàng bào điều hành chính sự. Phía sau long ngai là một bức bình phong được tạo tác rồng rất là đẹp. Rồng là biểu tượng cho sức mạnh, cho quyền uy của đức vua, cho nên nơi ngự chủ của vua hoàn toàn được tạo rồng. Ở giữa là rồng mẹ, xung quanh là chính rồng con, bước trên là bức song long chủ nguyên, ở trên cùng là bức rồng chúa. Thì toàn bộ bức bình phong này đều được sơn son và ghép vàng, và vàng được ghép ở đây vàng 4 con 9 đấy, vàng ta rất là đẹp, rất là lộng lẫy phải không ạ? Đây tiếp ạ. Sau khi ngự trở đây thì các vua sẽ lui về hậu điện để nghỉ ngơi. Tòa sau cùng này là tòa hậu điện nơi nghỉ ngơi thư phòng của vua, nơi mà vua đưa ra những quyết sách quan trọng nhất cho quốc gia, cho Đại Việt, là chính là tòa sau cùng này. Thế nhưng mà theo với cả nhà cũng thông cảm, đây là cung cấm theo quy định của ban quản lý. Cung cấm để thể hiện tính tôn nghiêm và sự tôn kính đối với đức vua, để chúng ta không tham quan trong cung cấm này mà sẽ di chuyển dần theo lối này thì ra phía bên ngoài. Các bác các anh chị ta vừa đi vừa chiêm ngưỡng đây, cái nét trang trùng rất đẹp, rất là công phu tỉ mỉ trong trước những chi tiết một tay nhỏ nữa. Đi dọc một chỗ đó. Đi trước đây, đi trước đây.